Đây là chạy cá rồng ha, vùng đất rồng ở Củ Chi ha. Đây là chúng ta nuôi những con ngân lông albino, size cực khủng luôn ha. Và thả dưới ao giống như một gọi là chú nói là giống như một con sông Amazon nhân tạo, giống như tự nhiên vậy đó. Mình thấy ha, con này cực kỳ khủng, con cực kỳ khủng luôn ha. Đây, còn đây nữa ha, mình thấy đây. Ồ, to chưa, cực kỳ luôn ha. Mình cũng đang nuôi nhưng mà đâu đó của mình thì chắc chỉ có khoảng 20-30 cm thôi, mà đây là chắc cũng khoảng 70 cm. Mình thấy cực kỳ khủng luôn ha. Đây, đây mình thấy ha, đó nhiều luôn. Chúng ta sẽ qua bên khu cá rồng mặt cười ha, kim long. Đây, những chú cá rồng đây bị lỗi ở miệng ha, bị lỗi ở miệng, nó tạo ra một cái nụ cười ha. Đây cho mình thấy ha. Đây, hở ha. Đây là những chú cá rồng lỗi hở miệng ha, mà chúng ta thấy cực kỳ đẹp ha, độc lạ. Mình thấy ha, đây là những con rồng ha, gọi là cá rồng bị lỗi ở miệng. Đây, xem lại đây. Đây chúng ta thấy đây. Đây, đây những con rồng đây, nó bị hắt nắng quá, hắt nắng. Xem đây ha, những cái đây là những con cá cực kỳ khủng, cực kỳ to. Cực kỳ to. Chúng ta qua đây chúng ta sẽ thấy những cái dòng cá bự ở sông Mekong ha. Thứ nhất là chúng ta thấy con cá hô ha, đây nó bị hắt. Đây là những con cá hô đây, cực kỳ khủng ha. Chắc con này nghĩ là chắc cũng khoảng 50-60 kg. Đây cá hô, cá tà sóc ha. Đây em thấy những con cá hồng vĩ nữa đây, cá hồng vĩ cực khủng ha. Đây em thấy đây, cá trà dầu sông Mekong ha, cá hồng vĩ chúng thấy cực kỳ to ha. Đây, đây ha, đây, em thấy con cá hô đây. Đây, dài nó chúng cỡ 1 mét á, cá này thì dài 1 mét ha. Đây cá hô, rất còn mấy con này chắc tầm cũng khoảng hơn 30 kg ha. Cá hô này cực kỳ to luôn đây, thấy ha, khoảng hơn 80 cm. Hồng vĩ nữa đây, đây chúng thấy con hồng vĩ thôi, cực kỳ lớn luôn ha. Đây cá hô đây, các thấy không, đậu à, trời ơi bơi kìa, lớn. Mình đi qua tiếp một xem một cái hồ cá, gọi là hồ cá lớn nhất, dài nhất ha, dài hơn 3 mét, hồ kính dài 30 mét ha. Và chúng ta để chú để nuôi mấy con rồng thôi. Rồi mình qua bên đó ha. Đây là những con cá rồng đây ha. Đây là cái hồ kính 30 mét. Đây chú thấy đây à, rồi mình sẽ đứng tới bên góc này đi, nó sẽ đỡ chói nắng cho anh em mình ha. Bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Đây nó là quay, sau quay đây nó sẽ từ đây, từ góc này ha. Rồi mình xoay qua nè, góc này xoay qua đây chú thấy nè ha. Đây có cái cua chữ L đó, bắt đầu quẹo chú thấy ha. Rồi chúng ta thấy này, à đó, tới ngay chỗ cái tới cái này ha. Đây là có những con cá rồng đây, đây albino, rồng albino. Rồi kim long quá bối đây, không bối ha, không thấy cực kỳ đây. Đây rồi mình phi coi, hồi nãy mình chỉ đó ha, hồi nãy mình chỉ đứng góc đó, bây giờ mình đi từ từ qua ha, chúng ta sẽ thấy đây.
Đây chúng thấy ha, cứ cách khoảng 4 mét thì nó sẽ có một cái cột. Cái cột thì sẽ để tên cá rồng ha, những loại cá rồng đang có trong đây là cá rồng đây Rosen Gold. Đây chúng ta thấy ha, đây chúng ta sẽ đứng bên góc này nè. Đây chúng thấy góc này là nhiều nhất. Đây chúng ta thấy ha, đây rồi thì mình đứng đây mình quay lại ha. Đây là tới chỗ nó đang bị hắt nắng ha. Đây chỗ ngay chỗ cái góc cua chẻ L đó. Nó dài vậy đó, cỡ 30 mét ha. Đây. Tổng thể lại ha. Đây. Đây ha, cộng đây kia. Rồi, mình đi tiếp. Đây chỗ của mấy bé đang bà tắm đang bơ đây. Khu vui chơi thiếu nhi. Anh tắm xong rồi hả? Hả? Rồi, nó quay với nè. Hả? Đây, có hai con lừa. Để mình xem cho các bạn coi hàng lừa ha. Đang ăn. Đây là hai con lừa. Hai con lượt đang ăn ha. Rồi hai con bò lùng, con trâu nước trong kia ha, trâu trắng, trâu bạch tạng á. Để mình xây qua đây cho các bạn thấy rõ hơn. Đây bò trâu bạch tạng đây, bò đang ăn. Rồi bên đây có những con bê, con dê, con cù. Đây là con dê ha, là những con dê. Đây con dê đang ăn. Đây dê cù đây. Đây dê đây, dê thân thiện, giờ được rất thân thiện ha, giờ được sờ được nó luôn. Đây con mình đang sờ mấy bé đây. Đây thấy chưa, rất thân thiện ha. Rồi đây có hai bạn đà điểu. Nhìn mình kìa, chụp hình nhá. Đây quay đứng im cho lên đứng lên nghe đi, lên hình nè. Và có một bạn cực kỳ dễ thương đây, bạn lạc đà. Đang quay sao đi đâu rồi. Hai bạn hưu ha, những bạn hưu sao. Đây bạn lạc đà đây đó, lợ gần đà. Không có chơi con nước miếng nha bà già. Không rồi, giờ cái đi, cái sợ cái đi, quá còn không thở, sợ cái đi. Sợ cái đi. Chào quá sao? Sợ cái đi. Cái con lùng con. Đây nè, đây cho sợ cái đi. Rồi, đúng rồi nè. Cũng thân thiện ha, cho sợ luôn. Chúng thấy ha, những con lạc đà cực kỳ thân thiện. Hai bú nha, con này hai bú nha. Không biết con này. Thôi đừng có đụng đà điểu nó dữ lắm, nó mổ á. Rồi. Đây có những chú khuôn nữa ha. Rồi, ok. Các bạn đà điểu đang ăn ha. Đây, đang ăn. Mình coi nhìn mặt bạn lừa ha, bạn lừa này cũng thân thiện lắm. Nó cũng ha, mình lại gần, nó lại gần là cho mình sờ này ha. Lừa ngoan ha, bạn ngoan nha bạn ha, thức cực kỳ thân thiện. Đây mình thấy ha, ăn xong rồi. Trời ơi nó xòe kìa. Rồi đây mình có view chụp hình cực kỳ đẹp luôn ha, giống như ở Đà Lạt vậy đó.
bông hoa hình trái tim, bông hồng đây, nơi view cho chúng ta chụp hình cực kỳ đẹp.